Người hâm mộ sẽ được sống lại trong bầu không khí vui vẻ và các cảnh quay quen thuộc trong một số tập phim mang tính biểu tượng nhất của chương trình, như tập phim Ngày lễ tạ ơn khi nhân vật Monica đội một con gà tây lên đầu. Tôi nghĩ đây là một chương trình đặc sắc và mang tính biểu tượng đối với những người hâm mộ trên toàn thế giới. Và đây là cơ hội để người hâm mộ ở thành phố New York có cơ hội nhớ lại những gì đặc biệt nhất trong bộ phim thông qua bối cảnh được dựng lên ở đây. Triển lãm tương tác này cũng sẽ trưng bày những vật kỷ niệm của bộ phim Friends như cánh cửa màu tím của Monica, bàn đá bóng của Chandler và những chiếc ghế tựa của Buck Kalonger. Triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Friends được chiếu trên đài NBC với 10 mùa từ năm 1994 đến năm 2004 với diễn xuất của các diễn viên Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc. Sau 25 năm ra mắt, Friends vẫn mang một nét văn hóa dấu ấn riêng với khán giả ở mọi lứa tuổi và tạo ra sự ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa Mỹ. Cũng nhân kỷ niệm 25 năm ra mắt, nhà sản xuất Phantom Events và Warner Bros. Quyết định sẽ ăn mừng sinh nhật bằng cách chiếu 12 tập phim tại một số rạp chiếu phim. Chương trình này sẽ có tên gọi đặc biệt là Friends 25th, The One with the Anniversary. Ngoài những cảnh phim gốc, các tập phim chiếu rạp sẽ có những cảnh hậu trường và những màn phỏng vấn độc quyền chưa từng được công bố. Các tập phim sẽ được chiếu vào các tối ngày 23 tháng 9, 28 tháng 9 và mùng 2 tháng 10 tại hơn 1.000 rạp chiếu phim trên toàn nước Mỹ.